đó là trong khi đơn khiếu nại đó là có cô mới ăn. Cái thứ hai nữa là gì nè, cái thứ hai nữa là coi như là mình là người cái thứ hai là xa tại vì sao mà ông tính được biết là cái giấy là xét nghiệm, kết quả xét nghiệm tử thi trước khi mà có giấy theo hỏi ai là ai đưa và đồng thời ai thông báo cho ông Tấn biết, khiếu nại lên cái tỉnh để tỉnh trả lời cho mình biết, chứ không có đâu là mình lên Facebook mình nói mà mình không khiếu nại. Còn cái khiếu nại này nè, khi mà gia đình khiếu nại, một là mẹ Hà, hai là dân cô và cùng có một người nào nữa cũng được là ba người, có nghĩa là dân đòi lại cái quyền, là không phải đòi lại quyền lợi ích đó thì cá nhân gia đình rồi, còn cái việc mà đòi lại sự công bằng này cho nhân dân thì người dân nào cũng có quyền rồi hết ha, chứ không nói là riêng là cái gia đình của chị Hà, cô Hà không, cô nói con hiểu không, chứ đừng có nói vấn đề nói là phải nhờ luật sư mới vào cuộc được, chứ mình ở ngoài là mình không thể nào mình khiếu nại được cái vấn đề không. Trường hợp thưa rồi là cái quyền lợi ích của mờ là của cá nhân nào đó thì người đó được quyền thưa, chứ người khác không được quyền thưa, chỉ có được quyền ủy quyền thì được. Còn đòi lại sự công bằng cho nhân dân thì mỗi một người dân nào cũng được quyền đòi hết. Cô nói con hiểu chưa? Dạ. Không thể nào nói như cái ông nào mà lên đấy là phải nhờ luật sư mới được, bị dục sư mới là có quyền thôi, chứ còn dân không có quyền vô đó đâu. Không. Khi làm đơn này nè, là cô định thứ hai lên ông mà làm đơn rồi gửi đường bưu điện nha, chứ mình không gửi trực tiếp, gửi đường bưu điện là mình lấy cái giấy mà ở bưu điện á. Nếu mà là mà 7 ngày sau mà không trả lời đơn mình tiếp tục gửi nữa, mình lấy những cái giấy bưu điện đó mình làm bằng chứng là mình đã có gửi. Cô hiểu chưa? Dạ. Cô làm ra cho hết chuyện rồi, bữa thứ hai cô lên nha. Rồi, cô có thể kể lại một số vụ án mà cô thưa ở bên Kiên Giang để biết không? Rồi, cô lên chỉnh rồi cô lấy những giấy tờ ra hết trơn cho con coi. Nha. 21 năm rồi cô đang thưa huyện Hồng Liền, cô ra tới tỉnh Kiên Giang, cô không tới Trung ương trở về, bây giờ hiện giờ cô còn đang thưa nữa. Tỉnh là giờ đang đưa về cho huyện quyền giải quyết, nó chưa giải quyết, cô kiện nó ra tòa án nữa rồi. Nha, để đây nữa, cô lên, cô đem hết tất cả giấy tờ lên cho con coi là cái việc cô thưa mấy thằng này 21 năm rồi đó. Là vụ đất của cô, cái đó là quyền lợi của cô nha. Mà cô thưa mấy cái thằng làm sai nè, không à, để là thưa lên công an tỉnh, coi công an huyện này nè, có là ai là người là thông tin cho thằng Tấn biết trước ngày có cái mà thông báo, và đồng thời thông báo lý do nào Tấn được biết, ai đưa cho thằng Tấn ha. Chứ mình lên Facebook mình chỉ nói thôi, không làm được họ đâu. Khiếu nại, khi cô khiếu nại là phải có cô trong đó luôn. Cô là người ở đâu cô đầy giúp nó luôn. Cô là người viết đơn luôn. Còn về mặt của con mà con Hà đó, nếu có giấy tờ đó là nếu cô Hà có gì thì tài sản giao cho con, nếu có giấy tờ đó cô sẽ làm đơn cho nó kiện ra tòa rồi là cái tài sản đó cho nó và em nó, đồng thời là làm cái đơn yêu cầu tòa án là dùng biện pháp khẩn cấp là ngưng hoạt động xà lan. Cô nói cái gì đó, con biết là cô biết chuyện hay không rồi đó. Dạ. Đó, rồi vậy đi, rồi bữa thứ hai đi cô lên. Bây giờ hiện nay là bữa nay thứ bảy chủ nhật lên trển, mình cũng không đánh đơn được. Khi đánh đơn cô phải có chữ ký của cô, chẳng cô là người khiếu nại luôn. Đúng không? Dạ. Cô không sợ đâu. Để tới trường ở tỉnh An Giang nó mời ở đây trên này sao à? Quyền công dân, cái này là quyền của công dân. Đòi lại quyền là quyền của công dân, là đòi lại cái sự công bằng cho công dân, chứ không có thể là đòi lại quyền lợi hợp pháp gì của mình, của riêng cá nhân ai mà tôi xí vô không được. Thấy không? Cô chấp nhận ra cho mấy thằng này nó mời cô. Dạ. Rồi, điểm nha. Con số máy này của cô nè nha. Thứ hai là nhiều khi cô điện con không bắt máy á. Dạ, tại nhiều người điện quá, điện hơi bận. Dạ, xin là cô dám có bảo đảm con, nếu mình làm một cái đơn này tấm lên đó là trưởng công an của mà tỉnh á, buộc nó phải trả lời với mình. Vì thằng Tứng nó đã đeo con Hà là hoàn toàn có căn cứ rồi. Cái vụ án ở Kiên Giang mình nè, bác mà nó trôi lên phình ở trên biển mà ta ấy đâu ta còn tìm được chủ quán đó, muốn kia là vợ chồng nó ở trong Trung Xà Lan mà con Hà bị neo rõ ràng. Nếu mà con Hà té xà lan thì mấy ngày nó nổi rồi, cái này là cao nó mới nổi lên, tất nhiên là đã neo và ai neo, thằng Tứ không neo ai neo hả? Mà tại sao công an huyện nó không bắt Tứ hả? Cũng cơ sở ở đây cô nói là tôi đủ cái trách nhiệm đó. Nếu mà mấy ông làm mà không có thằng Tứng neo á, thằng này tôi chịu trách nhiệm cho. Bây giờ ai neo nè, cái này có neo chứ không phải là không neo. Mình không có nói trên Facebook, trên mạng thì người chỉ bình luận thôi, nhưng mà cô khẳng định rằng là Tứng neo, đồng thời khiếu nại ngay chỗ đó tại sao công an huyện không bắt hả? Dạ đúng rồi. Ai nói bây giờ
hai nữa là con tôi bây giờ những cái giấy mà thông báo này là tại sao không thông báo nhà nè, từ đây xuất lên nếu có nó con em lại thông báo phải ký nhận thông báo ngày mấy tháng mấy, mình lấy giấy ký nhận lại nha con, chứ không phải nó đưa là đưa khơi khơi nha. Dạ con liên hệ với chủ gia đình, nếu từ đây xuất lên nó có đưa cái giấy thông báo thì phải ký nhận thông báo, đồng thời mình phải giữ cái giấy ký nhận nó lại là mình đã ký nhận vào ngày mấy tháng mấy, còn thằng Tứng này nó nhận vào ngày mấy tháng mấy, đủ cơ sở để khiếu nại lên trên. Nếu cái ông mà trưởng công an của tỉnh An Giang này mà không trả lời cô, nói thiệt chứ 2-3 tờ giấy cô chứ mang ra là đi đến với nghe trưởng công an luôn, cần gặp nó lý do gì ông không trả lời. Dạ, mình phải có cơ sở lên trên nè con à. Xin là cô năm nay 6 năm tuổi, chắc có lẽ là cô con rồi, thấy không? Đã. Thì cô nói cho con nghe nè, cô nghe cô rất bức xúc, biết rất là bức xúc. Cô định là phải đi, nhưng mà hiện nay là cô có bệnh à, bây giờ cô đang nhức răng, cái răng cô nó sưng lên luôn. Rồi cô nghĩ rằng là thôi bữa nay là thứ bảy chủ nhật mình lên chỉnh cũng không có làm đơn cư vô được đâu. Thứ hai cô lên, ha. Dạ, cô rồi. Thứ hai cô lên là cô gặp gia đình chị Hà hen. Đúng, cô gặp gia đình chị Hà rồi cô sẽ làm đơn rồi đi đánh đơn rồi cô ký tên rồi má cô Hà ký đầu tiên. Một người nào cô có nghe lên cái clip nào mà có cái người nào người đàn bà nào mà nói chuyện không im lắm luôn đó, nói cái vụ mà ông ở trên núi Sạch ông tu ông về ngồi thiền nhiều năm đó, cái bà đó đó, cô liên hệ được cái người đó không, liên hệ người đó kêu người đó xuống gặp cô luôn rồi đồng cô với người đó chứ là má cô Hà thôi, chỉ ba người để khiếu nại thôi. Cô không sợ đâu, con đừng có nghĩ rằng là khiếu nại là không có quyền để chờ luật sư, không luật sư nó cạch chết, con hiểu không, không có được. Cô nè, mấy công việc nè bây giờ nó nhờ luật sư nó vô cuộc, nó nói tào lao không, cô có chịu đâu. Mà dạ. Cô nói vậy con hiểu chưa, hiểu vấn đề chưa? Dạ mình phải làm đơn khiếu nại lên tỉnh. Bây giờ để hỏi cô câu này, mình không phải người thân trong nhà mình khiếu nại được không? Cô nói là con của cô chưa hiểu không, con câu cô nói sao? Dạ. Trường hợp mà khởi kiện đòi lại quyền lợi ích hợp pháp thì cá nhân của người mất quyền lợi thì được rồi, theo cái người ngoài không được đòi dùng, hiểu không? Dạ. Còn đòi lại cái sự công bằng cho nhân dân tố giác người tội phạm thì người dân nào cũng có quyền hết, cô hiểu chưa? Dạ. Bây giờ nè, cô là đồng khiếu nại, là khiếu nại cái công an ở huyện đó đó làm không đúng, khiếu nại lên công an trên, cô có quyền khiếu nại. Anh là công an An Giang mà anh cái chuyện này anh không làm, tôi có ở Kiên Giang tôi được quyền khiếu nại, thấy không? Yeah. Chứ tôi đâu có kiện mà để đòi lại quyền lợi cho tôi. Này khiếu nại quyền là về là anh là sai, anh là ở đâu cũng vậy. Nếu anh là làm sai không làm không đúng có quyền khiếu nại, dân có quyền khiếu nại hết, hiểu chưa? Cái này không phải là quyền lợi ích hợp pháp riêng cá nhân ai, mà cái này là đòi hỏi là sự công bằng cho nhân dân, hiểu chưa? Dạ. Cô không sợ đâu, cô đừng nói, cô để tên là danh tính cô nè, cô ở đâu nè, điện thoại cô nè, cần thiết công an tỉnh An Giang mời cô lên, cô giải trình cho nó nghe, cô giải trình cái việc mà cô khiếu nại cho nó nghe. Dạ. Hiểu không? Còn là nó không trả lời đơn cô là cô còn kêu dài lên nữa. Đúng rồi. Dạ. Cái này là mình đòi lại cái này là có quyền tố giác, có quyền khiếu nại công an có làm không đúng, hiểu chưa? Chứ không phải là mình đưa ra tòa để kiện đòi lại cái quyền lợi gì của mình, thì là cái người cá nhân của người quyền lợi nó ta đòi, thấy không? Khi nào tao ủy quyền cho mình, tòa án thụ lý rồi tao ủy quyền cho mình mới tham gia được. Còn cái việc này là cô đừng sợ cái vấn đề cô. Cô khẳng định là thằng Tính biết. Bây giờ ông trả lời nè, lý do gì mà con Hà này đó, cô Hà này nằm ở dưới nước 12 ngày cào mới dâng lên. Như vậy ai neo? Mình neo chứ không phải là tự nhiên té xuống mà nằm ở dưới 12 ngày, thấy không? Đây là xác định là neo, cào mấy văng lên là neo. Như vậy là thằng Tứng với cô Hà ở cùng xà lan ai neo? Giờ ông trả lời cho tôi biết ai neo nè. Chứ ông đừng nói là Tứng không có tội. Sao lại không tội? Hả? Tôi bây giờ là cộng đồng mạng người ta là Facebook nè, người ta móc vào văng lên là cô thấy rõ ràng luôn đó. Cô bữa đó là cái đoạn mà văng lên là cô coi clip là xin nè. Thì lúc đó là xin đấy nè, nào giờ ngoài nắng quá trời rồi, cái máy nóng quá rồi, để nghỉ chút rồi hả làm nữa. Thì trong lúc mà suy nghĩ đó, là cào văng lên á, tụi cô cái clip khác mình, cô thấy là giờ là văng lên. Đó đúng là sự thật vậy không? Chứ không phải là con cái lúc văng lên là con mới vừa bắt máy lên thôi. Tại vì lúc trước là con nói cái máy nóng quá đó. Dạ. Là cô trực tiếp cô coi cái clip của con luôn. Là cái lúc mà dây mà dùng lợi ấy không được, con la nói sao vậy mà nói không nghe, nói không nghe gì chứ mà điện không được đó, là cái phía bên kia bên đây nè là không
bên đây nó mắc kẹt là cứng lắm. Dạ. Cô từ đầu tới cuối hết, cô thấy hết. Mà chuyện bức xúc này nè, cô dám khẳng định là thằng Tính, chứ đừng có nói là người mình ở ngoài mình không dám khẳng định. Cô dám khẳng định, mình nếu công an nói không phải thằng Tính thì trả lời cho cô biết. Hai neo cô Hà 12 ngày, tàu mới dâng lên. Không phải nói cô Hà té xong. Nếu cô Hà té xong, không có người neo 3 ngày, cô 4 ngày. Cô Hà dâng lên nè. Nè, cô nói cho anh Tính biết, nếu mình không cào lên được thì thằng Tính cũng là người có tội. Tại vì nó phi tan phát, thấy không? Hiểu chưa? Dạ. Chứ không có thể nào mà nó, nếu mà mình cào lên không được, con Hà nó gã thay thi với thằng Tính cũng là người có tội. Tại vì hai vợ chồng, bây giờ anh biết cách nào anh phi tan phát mất rồi. Chứ đừng có té với xong, thấy không? Còn chẳng những mình cào lên thì nó là người là biết rằng nó là người là neo. Bây giờ anh không neo rồi sao ta mắc ở dưới 12 ngày cào mới dâng lên. Đó, anh không neo rồi giờ anh ở trên Cà Lăng với bà Hà này rồi ai neo? Hả? Ai neo? Dạ. Trả lời đi ai neo? Cô nói thiệt chứ nếu mà đi ra về cấp lý đi, tôi cho công an tỉnh tỉnh An Giang đi. Mời cô lên hỏi tại sao cô dám khắc định, tôi dám khắc định. Còn nếu mấy ông nó không có là thua lên tới đâu tôi cũng thua cho mấy ông biết. Chứ ông đừng có nói là làm chuyện người ngồi mua. Có lý do nào mà cái giấy thông báo giám định này gia đình mình bà Hà không hay mà thằng Tính hay trước 3 ngày, 2-3 ngày thì sao là cái giấy giám định này ai là người đưa cho thằng Tính? Phải làm rõ vấn đề này ra chứ đừng nói là chứ đừng nói là à, giấy này là giấy giả hay giấy thiệt. Không cần để làm ra thử coi giấy giả hay giấy thiệt và ai người đưa, ai người thông tin cho thằng Tính, hiểu không? Dạ. Mình khiếu lại cái trả lời cho tôi biết ai là người thông tin cho thằng Tính biết trước, Tính biết trước ai là người đưa giấy cho thằng Tính? Không phải là công an huyện mà thằng nào, thấy không? Cô dám bảo đảm với con làm cái lòi ra chuyện hết, đừng nói một xu chi cho tốn tiền. Cô nói thiệt với con á, mà cô nói vậy con hiểu chưa? Cô dám đứng lên để cùng với mẹ của là cháu Hà làm đơn thưa, khiếu lại, chứ không phải thưa, khiếu lại về việc công an ở huyện đó đó.